Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái thông tin mới nhất từ cái dự án Bitcoin Legend. Thì đây là một cái con app cho chúng ta đào miễn phí cái đồng BCL. Thì ở cái video này thì mình bổ sung và chia sẻ thêm cho các bạn cái thông tin về cái việc chúng ta mua và khóa cái bảo mật cái đồng token BCN cũng như là staking và mở khóa cái đồng token này. Thì những cái thông tin này thì mình sẽ chia sẻ và dịch sang cho các bạn những cái nội dung này để cho các bạn dễ hiểu. Thì đây là một cái thông tin mới nhất mà mình mới cập nhật được ngày hôm nay ở trên cái app này. Thì cái thông tin cụ thể về cái chính sách mua lại cũng như là khóa bảo mật cái đồng BCL như sau. Trước tiên thì chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc nhất tới tất cả các bạn vì đã làm cho tất cả những điều này trở nên khá là khả thi. Và hiện có 1,90 triệu người dùng và chúng tôi dự định thực hiện nó như đã thông báo trước đây. Ban đầu đã đốt cái phần mua lại nền tảng trong LBank và tiến hành chương trình mua lại sau khi mua 1 triệu LBank lưu hành nội bộ và quá trình tiêu hủy tiến hành ngày hôm nay. Đó, như vậy là đã tiêu hủy cái 1 triệu cái đồng token BCL trong tổng nguồn cung còn lại. Chính sách lock up và staking số lượng dự kiến, việc khóa và cất giữ được thực hiện trước KIC và số lượng khóa thay đổi tùy thuộc vào kết quả vượt qua KIC của các bạn. Về vấn đề khóa, số lượng dự kiến là 40% trong 12 tháng. Số tiền này sẽ được thanh toán sau 1 năm. Tức là cái số token của các bạn đào được, các bạn kiếm được, khai thác được thì các bạn ví dụ như các bạn là kiếm được 100 thì sẽ khóa vào 400 và còn 600 thì chúng ta sẽ đưa vào cái việc tí nữa mình sẽ chia sẻ ở cái phần sau. Trong 12 tháng nhé, số tiền này sẽ được thanh toán sau 1 năm, tức là khóa trong vòng 1 năm, 40% này sẽ khóa trong vòng 1 năm và sau cái 1 năm này thì nó sẽ mở khóa cho chúng ta và chúng ta có thể giao dịch được cái 40% mà cái đồng token BCN này. Hai là cái vấn đề mở khóa thì số lượng mong đợi là 60%, tức là 60% còn lại của chúng ta mở khóa và thanh toán trong hàng tháng. Thì cái việc này ở đây thì nó không ghi rõ là nó sẽ mỗi một tháng thì cho chúng ta mở khóa bao nhiêu phần trăm hay là mở khóa hết như thế nào. Thì cái này thì các bạn vui lòng theo dõi những cái nội dung tiếp theo ở cái video sau mình sẽ cập nhật, và có những cái thông tin mới cái dự án này thì mình sẽ cập nhật sau. Cái vấn đề thứ ba đó là chính sách đặt cọc. Phương thức đặt cược, bạn có thể đặt cược số tiền mà đã mở khóa. Tổng lãi đặt cọc là 100% bằng số tiền đặt cọc 50% cộng thời gian đặt cọc 50% và số tiền đặt cọc 30 đến 100% số tiền dự kiến. Thời gian đặt cọc là 3 tháng đến 3 năm. Đó, cái này thì các bạn nào mà đang đào cái đồng Pi đấy thì các bạn cũng biết là nó sẽ khóa cái phương thức mà khóa cái đồng token bao nhiêu năm ấy. Thì cái này thì khóa nhiều năm, càng nhiều năm thì cái lãi suất của chúng ta càng cao, nó cũng kiểu như vậy. Cái vấn đề thứ tư đó là ngày bắt đầu đặt cọc. Thì bắt đầu trong vòng tháng 4 thì bổ sung trang thẻ Hero LFT trên trang web BCN và sẽ mở vào vào tuần 1 của tháng 4. Phương thức thanh toán này thì chỉ dành cho BCN, tức là chúng ta thanh toán và mua bán thì chúng ta chỉ dùng bằng cái đồng BCN này nha các bạn. Cái vấn đề thứ ba đó là áp dụng danh sách trắng vào ngày mùng 3 tháng 5. Video về âm nhạc Western và Femani, đó là phụ nữ đấy, Hero sẽ được tải lên vào tháng 4. Và các chính sách khảo sát liên quan đến KIC tuần tới.
và thông báo ở tuần tới của BCL. Như vậy ở trong cái thông báo này thì nó vẫn chưa có cái công bố chính thức về cái việc thời gian KIC, nhưng mà cái việc mà phần trăm khóa cũng như là cái phần trăm mà mở khóa của cái đồng token này thì nó đã có công bố rất là rõ ràng. Thì cái phần KIC này thì nó sẽ thông báo chính thức ở trong cái tuần tới. Thì trong tuần tới thì mình cũng chưa biết là cụ thể vào ngày nào, thì mình cũng ở đây thì nó không nói rất là không rõ, cho nên là khi nào mà có cái thông tin KIC thì mình sẽ lại cập nhật tiếp các cái thông tin mới để cho các bạn nắm được. Mình đã thông báo những cái mình đã tóm tắt sơ lược về cái thông báo mới nhất của cái dự án Bitcoin Legend BCN này. Thì còn những cái vấn đề gì hoặc là các bạn có những cái thông tin mới nhất gì về cái dự án này thì các bạn hãy bổ sung cũng như là cập nhật để cho anh em cũng như là cùng mình nắm được nhé. Đó, nhiều khi thì mình làm nhiều kèo arop hoặc là nhiều những cái kiếm kèo, cho nên là mình cũng không thể nắm được hết, bao quát được hết tất cả các cái ứng dụng cũng như là các cái dự án được. Nên là các bạn, mình rất là cần các bạn có những cái thông tin bổ sung gửi đến mình, gửi đến mọi người để các bạn kịp cập nhật những cái tin mới nhất từ các cái dự án. Thì ở cái app này thì chúng ta làm cái kèo iRope nó vẫn còn 16 ngày nữa nó mới kết thúc, 16 ngày 17 giờ nó mới kết thúc cái kèo iRope này. Đó, cho nên là các bạn nào mà vẫn chưa tham gia cái kèo này hoặc là các bạn vẫn bỏ bê cái này, các bạn lâu lắm các bạn không tham gia đào, thì chúng ta tham gia, chúng ta đào cái miễn phí cái đồng này thì nó vẫn đang cho chúng ta làm cái iRope. Đó, cực kỳ là ngon. Vì cái này thì chúng ta sẽ, nó có cái lộ trình cụ thể. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể, chúng ta yên tâm chúng ta khai thác. Và cái này thì theo cái cơ chế chúng ta đào, chúng ta không cần phải treo máy, và cứ 24 tiếng đồng hồ. Đây này các bạn bấm vào đây này, start hit button này, start đào 24 giờ nhé. Đó thì cứ 24 tiếng thì các bạn quay trở lại đây, chúng ta bấm vào đây chúng ta đào. Đó, như mình đây là đang hết phiên đào nhé. Và mình đang vừa mới bấm vào thì là bắt đầu một cái phiên đào mới. Thì 23 tiếng, 24 tiếng sau thì bạn quay trở lại đây, các bạn bấm vào đây một lần. Đó, của mình thì đang 160 bạn, trên 177 bạn đang đang khai thác cùng mình cái token này. Đó, các bạn bấm vào đây để chúng ta kiểm tra được cái số dư, cái tổng số cái Bitcoin gần. Ở đây hiện tại đang có quảng cáo nhé. Tổng cái Bitcoin gần của mình đó 10.441 đồng BCN tổng. Nếu mà tính vào cái giá đô mà của dự án đưa ra là 0,75 đô thì của mình là được 7.831 đô. Đó, ta tốc độ của mình là đang 9 gần như 10 đồng BCN trên giờ nhé. Tốc độ khá là cao. Một phiên một ngày của mình đào là 238,5 đồng BCN. Đó, như vậy là nhân với lại 0,75. Như vậy là 178 đô một ngày. Đó, khá là cao. Rồi, còn những cái cập nhật ví này thì ở trên video trước thì mình đã có cái video hướng dẫn các bạn cách tạo lại ví và lấy lại cái mã cây của ví nhé. Thì các bạn vui lòng kiểm tra xem lại cái video mà mình mấy hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn về cái tạo ví mới rồi, thì các bạn xem mở lại cái video và các bạn xem các bạn thực hiện nhé. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ về cái thông tin mới nhất về cái việc những cái chính sách khóa mã thông báo và mở khóa cái mã thông báo BCN đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như mà các bạn có thông tin gì mới về cái dự án này thì các bạn cập nhật cũng như là chia sẻ thông tin để cho anh em cũng như là mọi người và cùng mình nắm được nhé. Rồi, mình xin được dừng cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.